kết nối được. iOS 14 thực sự quá tệ. Quá tệ. Yo, xin chào anh em. Bây giờ đang là 22:44, 11:15. Đúng ra thì cái giờ này là mình đang sắp sửa đồ đạc để chuẩn bị ngày mai có một chuyến đi chơi với S-Channel, đi cắt bà ấy, rất là thích. Thì mình sẽ làm video vlog cho mọi người xem sau. Nhưng mà có một cái vấn đề thì mình đã quyết định phải ngồi đây để mà chia sẻ rất là nhanh cho em xem. Một cái vấn đề tiếp tục về iOS 14. Mình đã đi theo iOS 14 từ những phiên bản beta đầu tiên cho đến giờ, đã trải qua rất là nhiều những cái lỗi lớn nhỏ, những cái lỗi nghiêm trọng, những cái lỗi cực kỳ nghiêm trọng, những cái lỗi quá nghiêm trọng thì đều đã làm video cho anh em xem rồi. Rất là may mắn là khi mà lên bản iOS 14 chính thức thì mình dùng nó rất là mượt mà, không có vấn đề gì cả. Nhưng một số anh em lại phản hồi là anh em gặp phải rất là nhiều lỗi, ví dụ như là lỗi nóng máy này, hao pin, xong lỗi phôi sim. Cái lỗi phôi sim mình thấy nó rất là buồn cười nhá. Cùng một cái phôi sim chúng ta dùng iOS 10, 11, 12, 13 qua bao nhiêu phiên bản iOS chả sao. Lên iOS 14 là tự nhiên bị lỗi phôi sim là nhỉ? Thì đúng hơn là phải là lỗi iOS thay vì lỗi phôi sim đúng không? Thế là nó tạo ra một cái làn sóng rất là nhiều anh em phải đổ xô đi để đổi lấy cái phôi sim mới, hay là thay qua eSIM để mà dùng máy được mát hơn, được mượt hơn, bị đỡ bị tốn pin hơn. Mình thấy nó rất là dở hơi. Đó, nhưng mà cá nhân mình thì mình không bị một cái lỗi đấy, rất là may. Nhưng mà có vẻ như Apple nhận thấy là mình là một thằng rất là hay làm những cái video liên quan đến iPhone, đến những cái lỗi cho anh em xem, thế nên lại tiếp tục tặng cho mình một cái lỗi nữa. Cái lỗi này cũng khá là nghiêm trọng đấy. Thì mình sẽ kể rất là nhanh cho anh em. Câu chuyện nó là như thế này. Mấy hôm trước thì mình có làm một cái video review con Apple Watch Series 6 cho mọi người xem đúng không? Thì sau đấy mấy hôm cho đến hôm nay thì mọi thứ vẫn hoạt động rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Thì tự nhiên, mình nhấn mạnh lại nhé, tự nhiên nó đang hoạt động rất là trơn tru, không vấn đề gì. Thì tự nhiên con Apple Watch của mình nó thông báo là không kết nối được với iPhone. Sau khi là mình đeo Apple Watch trên tay và iPhone thì mình cất trong túi quần. Đó. Các bạn nào mà dùng Apple Watch thì đều biết khi mà không kết nối được với iPhone thì nó sẽ có một cái thông báo đỏ đỏ trên này này. Các bạn nào dùng lâu đều biết đúng không? Thì ban đầu mình nghĩ là chắc là một cái gì đấy nó bình thường thôi. Thế mình thử bật iPhone lên, mình kết nối, mình tắt Wi-Fi, mình tắt Bluetooth, mình kết nối lại này nọ các kiểu thì vẫn không được. Đó, thế sau đấy là mình cảm thấy là lạ nhá. Thì mình tắt nguồn Apple Watch đi, mình bật lại lên thì vẫn không kết nối được với iPhone. Câu chuyện lúc này nó bắt đầu trở nên thú vị này. Thì sau đấy là mình có reset, đây các bạn nhìn thấy này, mình có khôi phục cài đặt gốc của con Apple Watch đó, để cho nó chắc chắn là không có lỗi gì ấy, thì mình reset lại luôn, xóa sạch toàn bộ mọi thứ để mình có thể cài đặt lại được một con Apple Watch như mới, cho nó chắc chắn ấy là không có cái lỗi gì. Thì nó lại như thế này. Nope. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử cách fix đơn giản nhất. 99.9% những cái căn bệnh kiểu như vậy thì sẽ đều được fix bằng cách là chúng ta tắt nguồn đi, bật lại iPhone. Thì nãy giờ thì mọi người xem mà đều biết chắc chắn là lỗi nó không phải là tại cái watch rồi. Cái watch nó vẫn hoàn toàn bình thường. Có chăng chỉ là cái lỗi ở trong iPhone thôi, vì mọi người thấy là cái ứng dụng watch nó crash liên tục, nói chung là không thể tìm cách nào mà vào được trong ứng dụng watch. Đây là mình là một người dùng có thể coi là có kinh nghiệm, là mình đã biết về những cái này rồi. Các bạn cứ thử tưởng tượng là một người dùng cơ bản bình thường, các bạn nữ này, bố mẹ các bạn này, những người họ không có quá nhiều hiểu biết về công nghệ, khi mà họ gặp phải cái trường hợp như thế này thì họ sẽ giải quyết như thế nào? Đố mà làm gì được đúng không? Cáu ghê cơ. Rồi nha, đã khởi động lại. À, chỉ cần để cạnh nhà thôi. Đó, nó sẽ hiện ngay ra. Bây giờ mình chưa bấm continue nhá. Continue này. Mình đã khởi động lại con iPhone rồi, nhưng mà có vẻ như là không thể nào khắc phục được cái tình trạng vừa rồi. Nó vẫn cứ như vậy thôi. Ok. Con watch thì mình đã khôi phục cài đặt gốc. iPhone nãy giờ mình có tắt nguồn đi, bật lại, mình có tắt máy khởi động lại, mình có thử hết tất cả, tắt bỏ wifi các thứ thì đều không thể làm gì được. Không biết các bạn nào đã bị cái lỗi này bao giờ chưa?
Và nếu bị rồi các bạn hãy comment xuống phía bên dưới là cách giải quyết các kiểu sẽ như thế nào để cho mọi người cùng biết. Nên cá nhân mình nghĩ đến thời điểm hiện tại là mình không hiểu là mình sẽ phải làm cái gì để mà có thể khắc phục được cái lỗi chới đất hỡi này. Đây nhá, mình sẽ vào bên trong mình tìm đến cái ứng dụng Watt này. Thì ứng dụng Watt bên trong máy của mình nó vẫn đang hoàn toàn bình thường, nó vẫn có cái chữ Open ở đây, không có vấn đề gì. Đó, các bạn thấy không? Vẫn rất là bình thường nha, bây mình bấm Open này. Mình không hiểu lý do đâu, nhưng mà mình chỉ biết là thời điểm hiện tại thì mình không có cách nào để mình dùng được con Apple Watch của mình. Các bạn cứ thử tưởng tượng nhá, các bạn vừa bỏ mười mấy củ ra mua một con Apple Watch, nó mới tinh tươm về, đang muốn dùng, rất là nóng lòng được sử dụng, bây giờ cứ muốn kết nối là nó lại như thế này. Mà rõ ràng cái ứng dụng Watch này nó là một cái ứng dụng mặc định, native, nó đi kèm với iOS, nó là cái ứng dụng rất là cơ bản của iOS đúng không? Nó không thể lỗi được, bởi vì nó mà lỗi thì làm sao mà người ta kết nối Apple Watch vào được, mà Apple Watch thì là một trong những cái món cũng rất là quan trọng của Apple đúng không? Thế mà bây giờ nó như thế này thì mình cũng chẳng hiểu là mình sẽ fix kiểu gì. Bây giờ thì mình sẽ thử về cái cách cuối cùng, cái cách mà không bao giờ mình muốn động đến nhưng mà thôi cũng phải thử thôi. Vì nhỡ đâu anh em nào có bị giống mình thì fix theo kiểu này, nhỡ nó được thì sao? Thì mình sẽ khôi phục cài đặt gốc con iPhone của mình, xóa sạch tất cả mọi cài đặt để biến nó thành một con iPhone như kiểu mới tinh ấy, để xem là ứng dụng Watch nó còn có vấn đề hay không. Mình nghĩ chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu, nhưng mà nếu như mà thế thật thì dở đúng không? Bao nhiêu dữ liệu trong máy nếu như mà không backup mà phải làm cái kiểu đấy thì mới có thể dùng lại được Apple Watch thì nó quá dở. Thôi cũng may, bởi vì mình đã có mua tận 250GB iCloud rồi, do đó thì nó sẽ backup được full cái iPhone của mình. Đó, bây giờ mình sẽ thử xem nó có được hay không. Mình sẽ reset dòng 2 này. Mình sẽ xóa iPhone của mình. Nhập pass này. Ok, rồi. Mình để xem nó được hay không. Nếu như mà nó được thì coi như là mình sẽ giúp anh em biết được cách fix cái lỗi của hâm của giờ ấy như thế nào. Hy vọng nó sẽ được. Thì chúng ta sẽ chờ một chút để cho nó lên lại nhé. A few moments later. Và rồi, con iPhone của mình nó đã khôi phục lại cài đặt gốc. Bây giờ thì mình sẽ cài đặt nó như một con iPhone mới tinh. Và trong lúc anh em chờ đợi thì mọi người có thể tham khảo ngay giá bán của iPhone, đặc biệt là iPhone 11 hàng VNA hiện nay đã có mức giá giảm lên đến 3 củ, có sẵn tại chuỗi thống của Cellnet, đường link phía bên dưới nha. Đấy, lợi ích của việc mua iCloud ấy, đấy là anh em luôn backup được cái máy của mình lên iCloud. Đây, mình sẽ chỉ cần bấm vào cái yesterday thôi là mình sẽ khôi phục lại được cái máy của mình như ngày hôm qua. Đó, bỏ ra thêm tí tiền hiến máu cho Apple thì nhiều lúc cũng cảm thấy nó có lợi một chút. Giờ thì chờ đợi thôi anh em. Hai mươi ba giờ 17 và đây, con iPhone của mình cuối cùng thì nó cũng restore xong. Và các bạn lại thấy là nó đang download lại tất cả ứng dụng, trong đó có cả ứng dụng Watch này. Đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ thêm một tí nữa để xem là mọi thứ nó có bình thường hay không. À, đều rồi. Mọi người nhìn nhá. Đó, giờ về mọi người nhìn này. Mình vừa khôi phục lại cái đặt gốc, mình vừa restore lại coi như một cái máy mới nhá. Về mọi người nhìn này. Bây giờ mình sẽ thử thêm một cách nữa này. Mình sẽ không restore lại từ bản backup nữa, mà mình sẽ cài đặt nó như một con iPhone mới tinh, trắng tinh. Thì để xem nó sẽ như thế nào. Và đây là con iPhone của mình sau khi mình không restore nó lại từ một cái bản backup, mà mình cài đặt nó mới tinh luôn. Thì mình nghĩ khả năng là nó sẽ ổn. Chúng ta sẽ cùng nhau thử xem nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bấm continue này. Bây giờ thì nó mới có thể kết nối lại được như bình thường. Có nghĩa là sau khi mình xóa sạch dữ liệu, mình cài đặt lại con iPhone của mình như một con iPhone mới tinh. Thế có nghĩa là bây giờ nếu như mà mình muốn khôi phục lại dữ liệu từ cái phiên bản backup mà mình đang có thì mình sẽ tiếp tục bị cái lỗi đấy. Và cách duy nhất mà mình muốn tiếp tục dùng được Apple Watch của mình là mình phải cài đặt con iPhone của mình mới tinh như mới và mất sạch những cái dữ liệu mà mình đang có. Oh no. Xong rồi bây giờ thử tưởng tượng là mình chấp nhận mất hết dữ liệu này, xong rồi mình lại cài đặt nó như ban đầu nhá, mình cài đặt lại app, mình sử dụng như bình thường, và ngày mai nó lại gặp phải cái lỗi mất kết nối như ban nãy, ban đầu video mình có nói, thì mình sẽ tiếp tục lại phải làm như thế này một lần nữa. Wow. Mình có Google search thử cái cụm là WhatsApp crash on iOS 14 thì mình không nhận được bất cứ kết quả nào, thì mình không rõ là anh em có bị hay không. Và nếu như anh em có một cách fix nào đấy mà nãy giờ mình có thể đã bỏ qua, đó, kiểu bối rối quá bỏ qua, thì anh em có thể comment xuống phía bên dưới cho mọi người cùng biết.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Đấy, vì mỗi cái đồng hồ thôi, vì mỗi cái lỗi dở hơi thôi mà bây giờ là 11 rưỡi rồi. Ngủ ngon nha anh em, bye bye. Đừng quên click đường link phía bên dưới tham khảo giá bán iPhone 11 tại Savannah nha.